Mình là Huy Cai. Ở những clip lần trước mình đã nêu rất nhiều những mẫu laptop mới ra mắt tại CES 2024 và thực sự nó rất nổi bật. Nhưng tuy nhiên, mình quên mất là có một mẫu laptop cũng cực kỳ ngon đến thời điểm tại mà mình mới tìm hiểu ra được. Nó chính là MSI Prestige 16 phiên bản 2024. Và trong clip lần này thì hãy cùng mình tìm hiểu xem là MSI Prestige 16 phiên bản 2024 này có những điểm gì đặc biệt nhá. Thực ra thì với clip lần này ấy, thì mình sẽ nói nó hơi khác so với những clip lần trước một chút, bởi vì là mình thì vẫn chưa có quá nhiều thông tin về em này mà mình cũng chưa được trên tay hay là tìm hiểu. Vậy nên là mọi thông tin trong clip lần này chỉ mang tính chất tham khảo. Và mình cũng là một người đi tham khảo qua những bài báo này, qua những thông tin, qua sự kiện CES 2024 mà thôi. Và mình đã tổng hợp lại những cái ý chính về em này. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu nhá. Về cấu hình của em nó thì em nó được trang bị bộ vi xử lý tối đa là Intel Core Ultra 9. Dòng máy Prestige 16 AI mới có trọng lượng vỏn vẹn chỉ là 1,5kg mà thôi. Nhờ có thân máy làm từ hợp kim nhôm mà dê, nhưng vẫn sở hữu viên pin dung lượng siêu lớn là 99,9Wh cùng công nghệ sạc nhanh PD 3.1 công suất 140W cho thời gian làm việc dài hơn, giúp gia tăng hiệu suất làm việc. Việc công nghệ AI trở thành tiêu điểm chú ý toàn cầu trong thời gian gần đây, MSI cũng đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng để cho ra mẫu các laptop cao cấp với ngoại hình chuyên nghiệp, sang trọng cùng hiệu năng đỉnh cao và các tính năng hiện đại nhất. Với vi xử lý Intel Core Ultra 9 mới nhất, dòng Prestige 16 AI có thể tận dụng NPU, Neural Processing Unit tích hợp của Intel. Đây là nhân xử lý AI chuyên biệt giúp gia tăng hiệu suất tính toán CPU, GPU cũng như là tối ưu điện năng tiêu thụ nhằm cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ AI. Intel đã hợp tác với hơn 100 ứng dụng có sử dụng AI để tăng tốc cho công việc bằng cách chuyển bớt tác vụ tính toán sang cho NPU. Mặt khác, MSI cũng đã đóng góp thêm bằng việc cho ra mắt MSI AI Engine, sử dụng khả năng nhận diện bằng AI để tự động điều chỉnh thiết lập phần cứng tùy theo nhu cầu sử dụng mà không cần người dùng phải can thiệp gì. Các chế độ được định sẵn bao gồm là chơi game thông minh này, làm việc thông minh, họp online thông minh và giải trí thông minh. Máy cũng được đạt chứng nhận là Intel Evo, đảm bảo mang tới hiệu năng xuất sắc trong khi vẫn cực kỳ nhẹ và cơ động. Thêm vào đó, chuẩn NVIDIA Studio cũng đồng nghĩa với việc các phần mềm sáng tạo nội dung sẽ được hưởng lợi thêm từ GPU dồi mạnh mẽ tối đa tới RTX 4070 cho laptop. Để có thể hiển thị được hình ảnh tuyệt đẹp do GPU tạo ra thì màn hình OLED cũng đã được nâng tầm trải nghiệm thị giác với tỷ lệ 16:10. Hệ thống cổng kết nối đa dạng cùng chuẩn Wi-Fi 7 mới nhất cũng là những cải tiến cực kỳ quan trọng cho thấy rõ định hướng phục vụ cho công việc của dòng laptop mới này. Bên cạnh phiên bản 16 inch, mẫu Prestige 13 AI Evo cũng mang nhiều đặc điểm tương tự như bộ vi xử lý Intel Core Ultra, trọng lượng siêu nhẹ 990g và viên pin dung lượng tới 75Wh, lớn hơn tới gần 50% so với viên pin của các mẫu laptop khác cùng phân khúc. Prestige 16 AI Studio tại Việt Nam có giá dự kiến từ 55.990.000 đồng và phiên bản Prestige 13 AI Evo có giá dự kiến từ 31.990.000 đồng. Và đó là những thông tin cơ bản về dòng sản phẩm Prestige 16 AI hay thậm chí là Prestige 13 Evo. Thực ra thì hai sản phẩm này mình thấy là nó cũng có khá nhiều cải tiến nổi bật đấy. Ví dụ như là chúng ta sẽ có Wi-Fi 7 này, chúng ta sẽ có những cái phần mềm hỗ trợ rất tốt trong quá trình làm việc và thậm chí là những phần mềm liên quan đến AI để có thể support dành cho anh em. Ngoài ra ấy, thì với một cái màn hình siêu đẹp của em nó ấy, thì thậm chí là anh em hoàn toàn có thể làm việc những công việc đồ họa trên cái chiếc laptop này luôn. Và với bộ vi xử lý là Intel Core Ultra 9, thực ra thì mình vẫn chưa được trên tay cái bộ vi xử lý này nên là mình không biết là hiệu năng của em nó sẽ kinh khủng hay là tuyệt vời đến mức như nào. Đây cũng là lần đầu tiên sau rất nhiều năm mà Intel quyết định đổi tên cái dòng chip của mình. Và liệu với cái dòng Intel Core Ultra 9 này thì chúng ta sẽ có thể làm được những công việc gì, và liệu những cái chiếc laptop sở hữu con chip này nó chơi game có ngon hay không. Ngoài ra ấy thì những phần mềm như mình đã nói bên trên là nó sẽ support cho cái về vấn đề là NVIDIA Studio khi mà sử dụng cả màn hình rời của NVIDIA, thì liệu là những phần mềm ví dụ Premiere này rồi thì những cái phần mềm khác có hoạt động một cách trơn tru và mượt mà trên cái bộ đôi sản phẩm này hay không, thì có lẽ là phải chờ đến khi mà mình được trên tay cái bộ đôi sản phẩm này thì mình mới có thể nói rõ ra cho các bạn được. Còn ở thời điểm hiện tại ấy, thì chúng ta chỉ biết được những thông tin sơ qua như thế mà thôi, và mình cũng rất nóng lòng bởi vì khi mà anh em nhìn vào nhá, ngay từ cái thiết kế bên ngoài của em nó cũng đã rất đẹp rồi, chưa cần nói gì nhiều về cái phần bên trong của em nó đúng không? Bộ đôi này có một cái thiết kế có thể nói là quá là mê và quá rất là tuyệt vời. Và vậy thì hãy cùng chờ đón mình khi mà có sản phẩm trên tay nhá. Anh em có ý kiến gì về Prestige 16 hay không, hay là thậm chí là Prestige 13 Evo? Nếu mà có ý kiến thì hãy comment xuống dưới để cho mình biết. Và cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những clip lần sau.